vùng trời sông nước trong xanh rạt rào, thành phố thân yêu bao tầng cao mưa, tươi mát bốn mùa hoa lá cỏ cây. Dạ em chào anh chị Minh Yêu, cô chú Minh Thương. Dạ hôm nay là một buổi sáng thứ ba rất là tuyệt vời ở đại đô thị sinh thái năm sao, chợ không có nắng, một người lướt lên này, nhấc lên này, chỉ có mưa, không khí rất là dễ chịu. Dạ ở đây thì em đang ở bên cái công viên đường D8 Long Thượng. Dây này em ở đây rồi, cô chú Minh nhấc này, cảnh quan của công viên Dường Bách. Ở đây thì em đang thấy mấy chị ở đội cây xanh đang ngồi lặt cỏ trên những bụi bạch chân, đeo một bộ cái màu xanh rất là bóng mượt. Nó sẽ luồn qua đây, này gọi là luồn hai cái tay, hai sợi dây hai bên này sẽ không tuột được. Tại này nó có nhám này nó. Thế mình chỉnh chân cho nó công viên, chân cho nó chỉnh. Ở đây thì em thấy anh bác sĩ Khải vẫn tuột như này thì đang hướng dẫn cho mấy chị một tí treo những cái trái mít lên. Wow, thế này thì cho anh Khải làm gì? Anh Khải nè, chào chú Long. Bữa nay anh làm gì? Anh đang xem cây mít, bây giờ nó nhiều trái quá mà bây giờ mình phải cắt tỉa đi. Mít thứ hai là mình phải treo cái trái nó lên, không nó nặng quá nó tách này. Trái này chắc khoảng 2 kg không ạ? Cái này 2 kg, 3 kg chứ, 2 kg gì. Mà cái này để nhiều quá nó còn có cả cái con ốc sên này đấy không? Đấy, mình không có để ý mà mình không có tỉa là nó trèo lên nó ăn rồi sau nó nhớt đây mà nó bị thối ngay. Đây này, trước mình đã tỉa rồi. Chú hôm nay rảnh nha, được đi. Dạ bữa nay thì sáng thì mình không có làm gì anh, đi vòng vòng ngắm bông ngắm hoa sẵn quay đồ cho anh chị với cô chú coi. Công viên, những cái công viên cây xanh đây. Bây giờ công viên đây là vườn cây này cũng nhiều trái đấy, nhưng mà chính là trái mít, trái xoài. Nhưng mà mùa này thì lại là mít là chính. Mít mà một cây nó ra nhiều trái lắm. Cái này khoảng độ trồng với khoảng nhỏ ấy, khoảng độ 2-3 năm là nó có trái rồi. Nhưng mà khi mà nó có trái thì mình phải để ý chăm sóc nó. Đây này, mình không treo được lên nên mình không ấy được. Đây này thấy không? Đó, con ốc sên nó ăn hết đây này. Rồi. Con ốc này ăn. Đây, con này nó ăn vào nó nhị mùa thối này, thấy không? Sau nó đứt cái này luôn, nó mất trái luôn. Đây nó đang ăn này, nhìn thấy chưa? Đó, đây nước ở đây nó chơi nó thối hết đây này. Và thứ hai nữa thấy không? Mấy cái cành này như thế này nó bẻ nó nặng này, gập này xuống. Nó gãy mà làm cho cái cây nghiêng ngả này. Chú thấy chưa? Đó, đây từ nào mới ăn được anh? Cái này khoảng hơn tháng nữa là ok rồi. Này trái này vừa ngon lại vừa thơm. Đây là organic đấy, không có dùng một bất kỳ một cái loại gọi là thuốc trừ sâu nào cả. Mình chỉ làm bằng cơ giới thôi, bằng gọi là biện pháp kỹ thuật vật lý thôi. Tức là mình chỉ có tỉa cây, tỉa cành rồi này, những cành sâu này mình tỉa đi. Mình sẽ dọn hết đi và mình sẽ chống lại cây. Bây giờ tí nữa anh sẽ chống lại cây cho nó cây nó thẳng lên. Rồi treo lại trái, thấy không? Rồi treo trái như này này. Để cho nó đỡ áp lực lên cái cuống của nó. Và mình sẽ tỉa bớt đi. Đây này, để cho bộ sâu này. Sâu này, bây giờ mình gạt nó xuống. Và mình sẽ làm vệ sinh sạch sẽ ở dưới này luôn. Làm sạch luôn. Để cho bà con đi vào đây tập thể dục là có thể đi qua nhìn nó, không gian nó thông thoáng. Ngày xưa cái này nó sâu bệnh nhiều lắm, nhưng bây giờ mình gọn đi rồi. Tí nữa là mang máy cắt cỏ ra dọn sạch đi, đá gạch gom hết ra. Toàn bộ khu này nó sẽ sạch sẽ. Đấy, giống như mọi người buổi trưa ngồi kia. Không, ngồi nhưng mà phải dọn ra cho mình. Đây là đây. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chống cây trước đã. Không chống này đâu, lại đây. Lại đây chống này người ta cười. Không được. Đây đây, mang cái ấy lại đây. Đây cũng là chống cây nhưng mà chống này thì cũng được nhưng mà nó không có đẹp. Thấy không? Phải sao phải nghe. Mình chống ấy. Đây này, bây giờ tí nữa anh sẽ chống vào trong này. Anh sẽ đóng xuống. Chặt cho cái rễ nó ra tí mình đóng xuống mình đây này. Dựa ở đây thì nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn, thấy không? Còn trống này có thể nó lay nó đổ luôn. Đây vì có trái đây, vì hai trái, một trái nó bị sâu rồi mình phải cắt đi. Xong tí nữa anh sẽ làm một cái giá đỡ này, treo này lên. Thấy không? Đây, cái dây này. Đó. Cái này đúng ra nó có một cái túi để đựng trái cây của nó riêng. Có túi trái cây nữa à? Cái giống như kiểu là trái ổi, trái xoài ấy, người ta bọc vào ấy để con ong, con ve nó không có chọc vào đây được. Nó chọc vào đây nó xì mủ, nó hỏng trái luôn.
Bây giờ trước mắt thì mình về sau mình sẽ làm là treo lên đã, xong rồi sau mình mua túi này. Em có điện thoại nè anh chị, coi tiếp nè. Đây treo như này, đó một cái dây ở sau bên này, một dây bên này ở giữa, là về sau nó to ra là nó không có ảnh hưởng gì cả. Mình treo một cái dây nữa mình buộc vào đây trước mắt thế, xong mình cắt tỉa đi nhìn cho nó được tí. Hai chị ơi lại đây. Rồi, cảm ơn Khải nhiều nha. Hẹn gặp lại nha. Rồi. À, mọi người có cần gì thì cứ gọi điện tư vấn, không? Mình chia sẻ nhau cái kinh nghiệm trong cái cuộc chăm sóc cái cây xanh đô thị, vừa cây ăn trái này, vừa cây cảnh quan. Nói chung là sâu bệnh hại tùm lum cả, xử lý hết. Bác sĩ Khải. Chào mọi người nha. Hẹn gặp lại.